Tôi vừa có trải nghiệm với mẫu xe hơi mới nhất của hãng Sibila đến từ Italia, một trong những hãng xe hơi có mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018. Như quý vị có thể nhìn thấy, đây là một chiếc xe hơi sang trọng, đẳng cấp với thiết kế độc đáo, lạ mắt. Từ thiết kế của ghế ngồi, vô lăng cho đến cửa xe đều lấy cảm hứng của những chiếc máy bay. Quý vị nghĩ sao về mẫu xe hơi này ạ? Liệu đây có phải là mẫu xe hơi của tương lai hay không? Rất nhiều chuyên gia xe hơi hàng đầu thế giới có mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018 đều có chung nhận định xu hướng xe hơi của tương lai sẽ có sự thay đổi không ngừng hướng đến những kiểu dáng lạ mắt như vậy. Và một xu hướng khác góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018 hôm nay còn là những dòng xe chạy bằng điện, dùng công nghệ thu hồi năng lượng từ những cú đạp phanh, hay những chiếc xe chạy điện không người lái như thế này, và những chiếc xe chạy điện đặc biệt thân thiện với người sử dụng như quý vị đang nhìn thấy đây. Triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018 thu hút rất nhiều hãng xe hơi hàng đầu thế giới tham dự. Đây là một trong 5 triển lãm ô tô quốc tế lớn nhất thế giới. 2 năm một lần, triển lãm ô tô quốc tế Paris được tổ chức đều thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Và năm nay, triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 4 tháng 10. Dự kiến cũng sẽ có rất là đông khách tham quan đến với triển lãm. Thu Hương, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018.